Minions have spawned. Đó, bị giật nữa rồi. Trời ơi, chơi game mà cứ bị giật kiểu này. Trời ơi, nó lắc kìa. Lâu lâu nó cứ giật một cái. Thôi mình tắt YouTube nha. Lắc quá. Mở anh em đâu có coi được đâu, tắt YouTube đây. Hả? À, what the fuck, nó bắn trúng mình rồi mà mày không thấy luôn kìa. Mày không thấy không? What the fuck mạng. Nó điên ghê. Mạng mũng nhất. Nó bắn trúng tao rồi mất khúc mà mất 300 máu mà tao không biết luôn. Tắt rồi. Mà mày xài cái máy lạnh từ bữa giờ mà con không biết. Tao đứng. Bữa tao bấm ngoài.
coi cửa không mà đóng bắt bẻ gì. Easy partner. Bắt gì xem có đóng cửa chưa. À nãy giờ nó cứ giật nó đứng hoài luôn nè. Chơi game còn ức chế nó chi coi. Nó nãy giật phát sấm chết. Không biết vì sao. Mẹ và đến đang gồng quy tao đứng tao né thấy bà luôn. Tự nhiên thấy tụt nguyên cục máu và đến vẫn còn đang gồng. Đấy. Tụt nguyên cục máu, xem vậy cái bà phát nó đi đâu rồi. Người ta mẹ gần chết. À, sợ thiệt. Nó đứng này nó gồng quy nè. Mà nó chạy lên đây tao mới mất máu. Nó bắn trúng rồi. Mà tao vẫn thấy nó đang kéo cung. Thì con đó là ngon mà. Nó rét nè. Thiếu có một xíu đam. Cái gì? Có cái W cũng chết. Bà mở. Thiếu một tí tí. Này, đứng đây làm gì? Nó có tóc biến đất đâu rồi chết luôn nè. Rồi chết luôn. Ngu quá. Hồi nãy ở đây nó đã ngu rồi nè. Nhìn nó thấy ngu rồi. Nó còn nguyên cái lát nó còn chưa mất nữa. Bị đặt băng trụ. Bố thằng điên. Tôi không hiểu tại sao mà ổng mất lát mà thằng Varus chưa mất lát mà ổng đứng ổng băng trụ. Thông minh vờ lờ đó phải tin được. Easy partner. Like fish in a barrel. Thank you.
trời ơi, bắn bắn cái cầm này 3 giây sau nó mới mất. Bắn 3 giây sau nó mới mất luôn, sợ thiệt. Trời ơi, lướt eo qua mà không thấy con sói đâu luôn. Á ơi, lát vừa thôi ba, cho người ta sống thôi chứ. Sống hộ. Sống hộ. Smile mình chết mấy game. Feeling lucky.
25 máu. Destroyed a turret.
Đây, mạng lát chán quá. Your team has destroyed an inhibitor. Mạng đang lag, đang bực mình. Không có muốn nói.